Sáng ngày 21 tháng 9, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đến dự có Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Đại tá Phạm Văn Cờ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Võ Văn Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy. Diễn tập được tiến hành đúng thời gian trình tự theo 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị đánh địch tập kích, lấn chiếm biên giới. Thực hành đánh địch tập kích, lấn chiếm biên giới. Thời gian diễn tập chính thức diễn ra một ngày. Theo đánh giá, đợt diễn tập khu vực phòng thủ của thị xã Trảng Bàng lần này đã vận dụng đúng đắn nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị và nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng 16 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.